Hello cả nhà, lại là em Nam đây Thì ngày hôm nay em Nam cũng rất là vui mừng khi nốt validator tiền thuật toán Ở trên mạng lưới cốt đã được setup thành công Video ngày hôm nay thì em Nam sẽ chủ yếu là hướng dẫn và phân tích cho mọi người Cái cách để mọi người làm sao có thể là chuyển việc stack từ các cái nốt khác về nốt của team tiền thuật toán Để sao mà mình đạt được cái lợi nhuận tối ưu nhất khi sử dụng cái chức năng auto compound trên nốt validator của tiền thuật toán Đó trước mắt thì uh, việc đầu tiên chúng ta sẽ phải lập một cái ví kép ở trên uh, máy tính cho em đúng không ạ thì cái ví kép này nó cũng tương tự như là mình lập cái ví uh, cốt hay là mình lập cái ví metamask ở trên uh, um, uh, điện thoại hay là trên máy tính thì uh, cái mạng lưới cốt mốt khi mà mình sử dụng ở trên máy tính thì mình em khuyên là mọi người lên tải cái ví kép này để mình sử dụng là thuận lợi nhất và tiện dụng nhất nó support cho Uh, tất cả các cái hệ sinh thái ở trên cốt mốt thì cái ví kép này nó là ok nhất đó thì sau khi mọi người tạo xong một cái ví kép rồi thì mọi người sẽ chuyển cái an tôm vào ví đó thì đây là một cái ví của em đúng không ạ em muốn chuyển an tôm vào thì em sẽ sao chép cái địa chỉ ví này em bấm vào đây thì em sao chép đúng không ạ và em sẽ lên sàn uh, uh, tập trung hay là uh, sàn Binance hay là sàn gate io để em có thể là chuyển cái an tôm này về theo cái ví này Đúng không? Thì cái cách để mà mình chuyển mình coi về ví thì nó cũng rất là đơn giản rồi thì em cũng không nói kỹ nữa. Chủ yếu cái video này em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mình uh, chuyển mình dùng cái chức năng là uh, redirect để chuyển các cái tài sản mọi người đang stake ở các cái validator khác về cái node validator của tiền thuật toán. Đó. Sau khi mình lập ví thành công thì chúng ta ở trên ví này mình chuyển an tôm về rồi thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần là phần stack đúng không ạ? Ở phần stack này thì mình sẽ tìm cho em ở cái phần inactive. Đó, tại vì là nốt mới được set up và khoảng ngày mai hoặc là trong tuần này thì nốt uh, sẽ team sẽ cố gắng là đẩy nốt lên là chế độ là active để mọi người có thể là khai thác uh, kiếm thêm cái lợi nhận rework đó. Còn hiện tại thì nốt đang là inactive nha của cả nhà nhé, Mọi người sẽ bấm vào cái phần inactive này và mọi người kéo xuống thì sẽ tìm thấy cái nốt của tiền thuật toán. Đó. Hiện tại nốt thì đang có 3228 atom được vốt vào rồi. Thì cách mình bấm vào và những người nào mà chưa stake ở nốt nào ấy thì mọi người chỉ cần đơn giản mọi người sẽ bấm vào cái phần uh, mọi người sẽ tìm cái nốt của tiền thuật toán đây mọi người sẽ bấm vào cái phần là um, delegate này đúng không ạ thì mọi người sẽ bấm vào phần delegate này đó chọn cái số lượng tôm mà mọi người muốn uh, Vốt vào ví dụ ở đây em test vào một này em chọn delegate này Đúng không ạ? Và chọn xác nhận Mọi người chờ một chút Đó, như vậy là em đã uh, Vốt vào nốt uh, tiền thực toán thành công rồi Đó, thì nó sẽ hiện Đến đây cho mọi người Đó Đúng không ạ? Và hiện tại Thì em đang uh, Vốt ở một nốt nữa là nốt ở uh, SG1 này Đúng không ạ Em muốn chuyển Nốt Cái một an tôm này Về Cái nốt uh, Tiền thuật toán Thì em sẽ bấm Cũng bấm vào phần Metagate này Ở đây Em sẽ chọn Vào dấu mũi tên Và chọn Redi gate này Đó Và em sẽ đi Chọn cái Tìm cái nốt Validator của tiền thuật toán Chúng ta sẽ kéo xuống Và tìm nốt Validator của tiền thuật toán Đây Đúng không ạ thì em sẽ chọn cái số lượng mà em muốn chuyển từ cái nốt uh, SG kia về cái nốt validator của tiền điện toán. Đó. Và em sẽ bấm vào phần delegate. Add delegate này. Ở đây mọi người chú ý cho em, uh, mọi người sẽ phải set cái phí ga này cao hơn một chút. Như mọi người biết ấy, cái phí ga ở trên hệ cốt mốt này nó cũng khá là rẻ thì mọi người set lên ở đây em sẽ set là khoảng 300.000. 300.000 ga đúng không ạ? và chọn hai này nó chỉ rơi tầm khoảng 0.29 đô của mọi người thôi đó nếu mọi người để phí ga thấp quá thì mình sẽ không chuyển đổi được đâu ạ đó như vậy là em đã chuyển đổi thành công đúng không ạ đó em đã chuyển đổi thành công rất là đơn giản đúng không ạ và tiếp theo em sẽ phân tích cho mọi người một cái cái chức năng mà nốt variator của tiền thật toán có được đó là chức năng auto compound vì nốt chưa được active nên là cái chức năng này nó cũng chưa được sử dụng. Đó thì trong tuần này thì team sẽ cố gắng và chắc chắn là nốt sẽ được active khoảng trong tuần này cho mọi người để mọi người có thể khai thác và sử dụng cái chức năng auto compound nữa. Để sao mình đạt được cái lợi nhuận là lãi kép. Đó. Cái chức năng auto compound này thì nó rất là hay mọi người ạ. Đó. Ví dụ như là em lấy ví dụ như là nốt Umi của team cũng đang uh, có cái chức năng là auto compound này đúng không ạ? Thì cái khoản phí mọi người hiểu là ví dụ bây giờ mỗi 30 phút 30 phút chúng ta sẽ cái chức năng auto compound nó sẽ tự động tái cái lượng lợi nhuận rework của mọi người đã khai thác ra được để tái tiếp vào cái phần delegate này để cho mọi người sao mẹ mọi người tăng được cái lợi nhuận lãi kép lên. Ví dụ thời điểm đầu em chỉ có 8.000 an tôm à 8.000 umi. Em stake vào nốt validator của tiền thuật toán đúng không ạ nhưng mà cứ sau 30 phút ví dụ sau 30 phút cái 8.000 UMI này của em sẽ uh, khai thác được ra khoảng 5 UMI chẳng hạn thì lúc đó cái chức năng auto compound này sẽ tự động gộp 5 UMI vào cái phần delegate này để sau về sau này em sẽ nhận được là 69% của 8.005 UMI chứ không phải là của 8.000 UMI nữa đó và mọi người đặc biệt một cái hay là mọi người sẽ không mất một cái khoản phí nào nữa mọi người chỉ mất cái khoản phí đầu tiên khi mọi người là sử dụng cái chức năng là mình delegate vào cái nốt validator của tiền nợ toán thôi và tất cả những cái chi phí về mọi người dồn stake là do nốt của team tiền nợ toán sẽ uh, chi trả cho mọi người mọi người không mất một khoản phí nào nữa và mọi người cũng không cần phải là tự động tái hàng ngày như cái nốt ship trên ấy đó. Nốt ship trên sắp tới thì cũng uh, team cũng sẽ uh, active cái việc là sử dụng cái chức năng auto compound này cho mọi người để cho mọi người dễ sử dụng nhất và cái lợi nhuận của mọi người là ok nhất. Đó. Thì cứ như nốt Umi là 30 phút thì nó sẽ tự động tái cho mọi người. Đó, cứ 30 phút nó sẽ tự động tái cho mọi người và mọi người không mất thêm một khoản phí nào nữa, nữa. Đó. Tất cả chi phí là nốt Valiator của tiền điện toán sẽ chi trả. Đó mọi người hiểu là um, nốt sẽ cái nốt validator của tiền toán sẽ tự động gộp lại. Ví dụ có 100 người đang stake vào nốt validator của tiền toán toán đúng không ạ? Thì sau 30 phút ở cái nốt này nó sẽ tự động gộp lại 100 cái ví đấy, tự động gộp gộp vào để thành một cái lần phí giao dịch thôi thì nó sẽ là rẻ hơn đúng không ạ? Sau 30 phút 100 cái đầu ví đấy sẽ tự động gộp vào để tái thêm cho mọi người Thì đương nhiên là mọi người sẽ được hưởng cái lãi kép rất là cao Ví dụ như là ở đây Em đang lấy một cái ví dụ là chúng ta đang sử dụng uh, Cái chức năng auto compound của nốt tiền thuật toán trên mạng lưới của Antom nhé. Thì uh, Để mọi người dễ hiểu hơn thì mọi người lại quay lại ở, Trở về đây, mọi người nhìn Ví dụ như đây là nốt của Antom chẳng hạn Thay vì việc em xét ở uh, Tim sẽ xét là 30 phút thì sẽ xét là theo tháng Đó, để chúng ta dễ hiểu hơn ở phần này Đó thì với số vốn Thời điểm đầu Chúng ta là có 10.000 an tôm Em lấy ví dụ là vốn của mọi người là có 10.000 an tôm đúng không ạ Thì Hiện tại 1 năm một năm chúng ta có thể là khai thác ra được Theo cái tỷ lệ API là 16,6% Và em đang làm tròn là 16% Ở file Excel này Đúng không ạ thì tương đương với 1 tháng chúng ta sẽ uh, được hưởng sẽ khai thác được là với cái lợi nhuận là khoảng 1.333% theo tháng. Đó, thì một tháng 1 một, một 10.000 an tôm này chúng ta sẽ khai thác ra được 133,33 đồng an tôm. Đó. Và tháng 1 này sau cái tháng 1 này thì tự động cái chức năng auto compound của validator tiền đề toán sẽ tự động gộp cái 133 Atom này cùng mọi người vào vào cái phần gốc mà mọi người uh, Delegate đi ở trên nốt tiền đề toán đúng không ạ? Thì lúc này gốc của chúng ta không còn là 10.000 Atom nữa mà chúng ta sẽ là 10.133 Atom. Chúng ta và cái API lợi nhuận của tháng thứ hai này vẫn là 1.33% của một, của 10.133 an tôm Chứ không phải là 1.33% của 10.000 an tôm thời, Của thời điểm tháng 1 nữa Đó Và tương tự với những cái tháng tiếp theo Đó <laughs> Thì đến cái tháng Tháng thứ 12 hay là tổng kết 1 năm Thì chúng ta sẽ đạt được cái lợi nhuận là 1.722 an tôm Đúng ạ Nếu như mọi người không sử dụng cái chức năng auto compound hoặc cả các cái nốt khác không có chức năng auto compound thì đương nhiên sau một năm mọi người sẽ khai thác được chỉ khai thác được khoảng một nghìn sáu tôm thôi đó sau một năm tại vì APR là hiện tại đang là 16% nếu như mọi người không tái đó, thì mọi người chỉ được nhìn 1 sáu ăn tôm thôi. Đó, khi mọi người sử dụng cái chức năng auto compound này, đương nhiên là sau một năm thì mọi người không mọi người cái cái lợi nhuận nó không phải là 16% nó là khoảng 17,2% đúng không ạ? Đó, thì cái chức năng auto compound này nó sẽ giúp cho mọi người thực hiện được cái bài toán lãi kép để mà mọi người không mất cái phí để mọi người tái thủ công ví dụ mọi người tái thủ công thì mọi người sẽ phải canh canh đến cái ví dụ là hôm nay mình stake vào ngày mùng 1 tháng 1 thì đến ngày mùng 1 tháng 2 mình phải canh canh để mình uh, claim về xong mình lại tái vào lại thì mình sẽ đương thương mình sẽ mất phí rất nhiều sau 12 tháng thì mình cũng mất một khoản phí khá lớn đúng không ạ đó đây là em đang phân tích theo là theo tháng còn chức năng auto compound của team sẽ set up khoảng theo giờ thì ạ, khoảng 6 tiếng một lần hoặc là một tiếng một lần thì cái lúc đó cái lãi kép, lãi kép nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Đó, theo tháng chúng ta đã hưởng được một cái lãi kép khá là ok rồi, đúng không ạ? Tăng hơn hơn 1% so với lại cái cái API ban đầu rồi. Còn nếu như team setup là theo giờ hoặc là theo ngày thì lúc đó cái lãi kép của chúng ta sẽ nhận được sẽ là cao hơn rất nhiều đúng không ạ? Đó là một cái hay của cái chức năng auto compound của tiền điện toán. Đó. <laughs> Thì bản thân ý, mình sử dụng cái chức năng auto compound này thì tiền nó vẫn là ở trên ví của mọi người. Bản thân mình stake tất cả các cái uh, chương trình stake hay vote vào các validator thì bản thân tiền vẫn ở trên ví của mọi người, không ai có thể lấy đi được. Đó, trừ khi mọi người để lộ cái private key của mọi người thôi. Đúng không ạ? Còn không ai có thể lấy được. Bản chất nó rất là an toàn nên mọi người có thể yên tâm sử dụng. Đó. OK, như vậy thì uh, em Nam cũng đã hướng dẫn cho mọi người uh, thành công cái cách mà mọi người có thể chuyển đổi uh, đang stake ở nốt uh, variator khác về cái nốt uh, variator của tiền thuật toán để ủng hộ cho uh, cộng đồng Việt Nam mình có một cái uh, uh, thế mạnh hơn và có một cái phát triển hơn về cái lĩnh vực là push up tech ở trên uh, uh, thị trường crypto này đúng không ạ và cũng là một cái để cho mọi người có thể tối ưu được cái lợi nhuận uh, lãi kép từ cái việc là sử dụng cái chức năng auto compound của nốt validator của tiền thuật toán đó thì mong cả nhà sẽ sau khi cái video này thì mọi người sẽ cùng nhau chung tay và ủng hộ cái nốt validator của tiền thuật toán dạ cảm ơn cả nhà rất là nhiều cảm ơn cả nhà cũng đã xem hết theo dõi hết cái video này chúc cả nhà có một ngày mới thật là nhiều năng lượng cảm ơn cả nhà